Được thành lập vào năm 2014, DAC Tech Việt Nam là một công ty chuyên về phát triển hệ thống và phần mềm tại Đà Nẵng, Việt Nam. Với tiền thân là công ty LASIC, sau 3 năm tăng trưởng, phát triển và 2 lần đổi tên, DAC Tech đã trở thành một trong những công ty phát triển phần mềm hàng đầu Việt Trung với sự góp vốn của tập đoàn mẹ DAC tại Nhật Bản. Tập đoàn DAC với hơn 20 năm kinh nghiệm là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực quảng cáo trên Internet của Nhật Bản. Tập đoàn DAC luôn nỗ lực để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số, phát triển và cung cấp các giải pháp khác nhau dựa trên nhu cầu của các công ty truyền thông, quảng cáo trên phạm vi toàn cầu như Trung Quốc, Đông Nam Á và Hoa Kỳ. Hiện nay, tổng số vốn điều lệ của DAC Tech Việt Nam, thành viên của tập đoàn DAC Nhật Bản đã lên đến 117.000 đô la Mỹ, cùng đội ngũ nhân sự lên đến 50 kỹ sư giàu kinh nghiệm. DAC Tech Việt Nam đã tư vấn và phát triển hàng loạt các sản phẩm công nghệ về lĩnh vực quảng cáo nhằm giải quyết các khó khăn đang vướng mắc và tồn động nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cho khách hàng. Cụ thể tập trung ở các mảng sau: phát triển web, phát triển app, infra, quản lý nguồn. Media One là một hệ thống quản lý nhằm giúp cho việc quảng cáo Internet minh bạch và hiệu quả hơn. Hệ thống được phát triển trên nền tảng web bao gồm nhiều chức năng: tạo chiến dịch quảng cáo, lập kế hoạch, phân tích các chỉ số, quản lý thông tin về site menu và báo cáo. Đây là dự án đầu tiên của khách hàng là DAC Nhật Bản, và nay là công ty mẹ của DAC Tech Việt Nam. Với ban lãnh đạo 100% quốc tịch Nhật Bản gồm có CEO Teramoto Tsukasa, CTO Toya Yukifumi, CFO Yoshikawa Riko và một cơ cấu nhân sự theo các phòng ban và dự án. DAC Tech Việt Nam luôn hướng đến một môi trường làm việc năng động và hiện đại và sự giao thoa văn hóa tuyệt vời giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ở DAC Tech Việt Nam, chúng tôi hướng đến 4 giá trị cốt lõi và khác biệt để tạo nên một môi trường quốc tế. Môi trường làm việc tự do và không ngừng phát triển. Chúng tôi coi trọng việc làm sao tạo cho nhân viên môi trường làm việc thoải mái, không quản lý nghiêm khắc thời gian làm việc để mọi người có thể tập trung các công việc quan trọng hàng đầu và tạo nên sự độc lập cao, tính tự giác cũng như có trách nhiệm với bản thân. Phúc lợi, chế độ cho nhân viên đa dạng như một năm có 2 lần xét thưởng cho nhân viên dựa vào thành tích làm việc, tổ chức cho nhân viên đi du lịch hàng năm, có chế độ chúc mừng hoặc thưởng cho nhân viên khi giới thiệu bạn bè, người thân và công ty làm việc hay các dịp lễ Tết, các lớp dạy tiếng Nhật cho nhân viên. Lộ trình phát triển sự nghiệp cho tương lai đa dạng. Bắt đầu từ Junior, đầu tiên, các bạn kỹ sư sẽ đặt mục tiêu nâng trình độ của mình lên Senior, sau đó trở thành Cross Border Engineer, trở thành Project Manager, trở thành Attack Professional. Cơ hội làm việc tại Nhật Bản. Đối với những kỹ sư có thể đọc hiểu tiếng Nhật cơ bản, tương đương N3, N2 sẽ có cơ hội sang công ty mẹ là tập đoàn DAC tại Nhật Bản và nhận mức lương cơ bản lên đến 230.000 yên, tương đương 46 triệu Việt Nam đồng, cùng với tiền trợ cấp, sinh hoạt phí tại Nhật Bản. Sau những giây phút làm việc căng thẳng, ban lãnh đạo DAC Tech luôn ủng hộ và khuyến khích mạnh mẽ các hoạt động tập thể nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa doanh nghiệp như Happy Hour, các cuộc thi bóng đá hàng tuần hay các buổi dã ngoại gắn kết toàn bộ đội ngũ nhân sự. はい、我々の会社のビジョンは、アジアでナンバーワンの会社になること、一番有名で、一番技術力のある、一番影響力を持ったアドテクの専門家集団として、アジアで活躍していくこと。これが我々のビジョンです。 Check it!